À, mà các bạn tiếp tục vào tham quan khu vực chuồng ngựa. À, đây, khu vực chuồng ngựa đây. À, bây giờ ngựa đang ở trong chuồng, nó không có ra đây ha. Mình tiếp tục vô thăm nữa. Đó, vô thăm đi. Cái này nó mới chạy ra. Lùng á. Dọc cái đó vô chuồng ngựa cái cây to hả, cái cây nó phẳng lì đó để làm ghế ngồi, và mấy cái chiếc xe ngựa để ra ngay cổng luôn, cổng chuồng ngựa này có mấy chiếc xe ngựa luôn. Để đây à, đi vô chuồng ngựa có bồ câu ở khắp nơi. À, du khách đang tham quan. À, chuồng ngựa đây. À, vào một sở thị, một chú ngựa đang nằm nghỉ, đang nhai ăn gì đó vậy. À, tiếp tục đây là một chú ngựa trắng đốm đen. À, đang cạ mì ăn nha. Ô, còn đây có người ta to nè, người này lớn kìa, đang ngồi ăn, chồm hổ đang ăn luôn nè. Ở đây cũng có nhiều người lớn nè. To. À, như vậy chú gửi ạ.